Nóng, bà Nguyễn Phương Hằng giảm án ra tù, liệu có xứng đáng hay không? Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Vạn Điều Hay, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về tin tức, đời sống và xã hội. Kính thưa quý vị, theo những thông tin vừa được cung cấp từ các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, bà Nguyễn Thị Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam Bình Dương, đã chính thức hoàn thành án tù tại trại giam Ân Phước thuộc Bộ Công an, huyện Phú Giáo. Điều đáng chú ý là bà Phương Hằng được giảm án và ra tù sớm, thay vì phải tiếp tục chấp hành bản án đến ngày 24 tháng 12 như dự kiến ban đầu. Theo nguồn tin, bà Nguyễn Phương Hằng nằm trong diện được xem xét giảm án hàng năm do đã chấp hành án tốt và tuân thủ nghiêm túc quy định tại trại giam. Quy định theo pháp luật Việt Nam cho phép xem xét giảm án vào 3 thời điểm: ngày 30 tháng 4, ngày mùng 2 tháng 9 và vào dịp Tết. Năm nay, bà Phương Hằng cùng nhiều phạm nhân khác đã được xem xét giảm án vào đợt ngày mùng 2 tháng 9 này. Trước đó, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm đối với bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm, kết tội họ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước và cá nhân, tổ chức. Theo bản cáo trạng, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện 57 cuộc live stream tại nhà riêng trên đường Nguyễn Thông, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và tại khu du lịch Đại Nam Bình Dương. Nội dung của các buổi live stream này đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự và uy tín của nhiều cá nhân, bao gồm ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hoài Linh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, cùng nhà báo Hàn Ni và nhà báo Đức Hiển. Sau khi xem xét các bằng chứng và tình tiết của vụ án, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Hằng 3 năm tù giam. Tuy nhiên, trong phiên tòa phúc thẩm ngày 4 tháng 4, bà Phương Hằng đã thể hiện sự ăn năn, hối cải về hành vi của mình, đồng thời đã hoàn thành việc bồi thường số tiền cho các nạn nhân liên quan, từ đó được giảm án xuống còn 2 năm 9 tháng tù giam. Dự kiến bà Phương Hằng sẽ chấp hành bản án này đến ngày 24 tháng 12 năm 2024, nhưng nhờ vào việc chấp hành tốt các quy định của trại giam, bà được xem xét giảm án và chính thức ra tù sớm vào ngày 19 tháng 9 năm 2024. Việc bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù sớm hơn dự kiến đã thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là từ những người ủng hộ bà. Dù đã bị kết án về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước và các cá nhân, nhưng sức ảnh hưởng của bà Phương Hằng vẫn không hề giảm sút. Điều này chứng minh rằng bà Phương Hằng vẫn giữ được vị trí quan trọng trong lòng bộ phận không nhỏ người dân. Nhìn nhận một cách khách quan, quyết định giảm án cho bà Phương Hằng không chỉ xuất phát từ việc bà chấp hành tốt nội quy của trại giam, mà còn thể hiện tính linh hoạt và nhân đạo của hệ thống pháp luật Việt Nam. Quy định về giảm án hàng năm được áp dụng cho tất cả các phạm nhân có ý thức cải tạo tốt, không phân biệt địa vị xã hội và ảnh hưởng cá nhân. Chính vì thế, bà Phương Hằng được ra tù sớm là kết quả của quá trình chấp hành bản án nghiêm túc, tuân thủ quy định pháp luật và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được giảm án. Đây cũng là cơ hội để bà có thể khởi đầu lại cuộc sống, chứng minh rằng mình đã thực sự thay đổi và sẵn sàng hòa nhập lại với xã hội. Với những người ủng hộ bà Phương Hằng, việc bà Phương Hằng được ra tù sớm là một tín hiệu khích lệ, củng cố thêm niềm tin vào bà. Họ có thể cho rằng sự giảm án này là minh chứng cho những đóng góp tích cực của bà trong quá khứ, đặc biệt là trong các hoạt động thiện nguyện mà bà từng tham gia. Tuy nhiên, phía đối lập lại có lý do để bày tỏ lo ngại về tính công bằng và minh bạch của quá trình xem xét giảm án. Những câu hỏi như liệu các cá nhân có tầm ảnh hưởng trong xã hội có được hưởng ưu đãi từ hệ thống pháp luật hay không chắc chắn sẽ tiếp tục được đặt ra. Điểm đáng lưu ý là trước khi vướng vào vòng lao lý, bà Nguyễn Phương Hằng đã nổi tiếng với các hoạt động thiện nguyện sôi nổi, không ngần ngại đóng góp hàng tỷ đồng
cho các chương trình từ thiện hỗ trợ người nghèo, người bệnh và những hoàn cảnh khó khăn. Tấm lòng nhân ái của bà Phương Hằng đã truyền cảm hứng cho nhiều người, tạo nên làn sóng thiện nguyện rộng lớn trong xã hội. Tuy nhiên, bà Phương Hằng không chỉ dừng lại ở việc làm từ thiện mà còn chủ động thúc đẩy tính minh bạch trong hoạt động này, một lĩnh vực mà trước đó ít người dám công khai lên tiếng. Bà đã đặt ra những câu hỏi sắc bén về sự minh bạch trong việc quản lý và sử dụng các quỹ từ thiện, khơi mào cho một cuộc thảo luận lớn về trách nhiệm và công khai trong lĩnh vực này. Dẫu vậy, trong quá trình đấu tranh cho sự minh bạch, những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng đã dần trở nên quá khích, vượt khỏi giới hạn của sự phê bình mang tính xây dựng. Chính điều này đã khiến cho bà Hằng phải đối mặt với những rắc rối pháp lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc bà Hằng được ra tù sớm cũng là một tín hiệu cho thấy bà có cơ hội để sửa sai và chứng minh rằng mình có thể thay đổi theo hướng tích cực. Vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng đã gây ra một cú sốc lớn trong dư luận và kéo theo nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. Nhưng dù thế nào, việc bà đã từng đứng lên để chất vấn về vấn đề minh bạch trong các quỹ từ thiện là một bước ngoặt quan trọng, mở ra một tiêu chuẩn mới về sự minh bạch và trách nhiệm trong xã hội. Nhờ sự kiên quyết của bà Hằng, nhiều cá nhân và tổ chức đã phải thay đổi cách quản lý và công khai quỹ từ thiện, tạo ra một làn sóng cải cách đáng kể trong lĩnh vực này. Nhìn chung, việc bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án và ra tù sớm không chỉ là một quyết định dựa trên quá trình cải tạo tốt, mà còn là một bước khởi đầu mới, một cơ hội thứ hai để bà có thể tiếp tục cống hiến cho xã hội. Những người ủng hộ bà Phương Hằng có thể vui mừng, nhưng đồng thời, cả bà và xã hội cũng cần hiểu rõ rằng giảm án không đồng nghĩa với việc xóa bỏ hoàn toàn những lỗi lầm trong quá khứ. Đó là một cơ hội để bà chứng minh mình đã thực sự thay đổi và có thể tiếp tục sống và hành động một cách đúng đắn hơn trong tương lai. Việc bà Nguyễn Phương Hằng đã chọn con đường đối đầu trực tiếp, công khai công kích nhiều cá nhân và tổ chức đã mang lại những hệ lụy nghiêm trọng không chỉ về mặt xã hội mà còn về mặt pháp lý. Sự đối đầu này, dẫu mang trong mình mục đích thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm, lại đã trở nên quá mức khi vượt qua ranh giới pháp luật và đạo đức. Điều này dẫn đến việc bà bị kết án tù là minh chứng rõ ràng cho việc dù có mục đích tốt nhưng không thể coi thường pháp luật hay lạm dụng các quyền tự do dân chủ. Pháp luật là một hệ thống nghiêm ngặt, không khoan nhượng cho những hành động lợi dụng quyền tự do để xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của người khác, dù đó có là ai hay đã từng có những đóng góp lớn lao đến đâu. Câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng không chỉ là một sự kiện pháp lý thông thường mà còn mang lại một bài học quý giá cho tất cả chúng ta. Việc phơi bày những góc khuất trong hoạt động từ thiện là điều cần thiết, nhưng cách làm phải xuất phát từ sự tôn trọng pháp luật và giữ vững các nguyên tắc đạo đức. Bà Nguyễn Phương Hằng đã có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy xã hội nhìn nhận nghiêm túc hơn về sự minh bạch trong từ thiện. Nhưng đồng thời, bà cũng đã phải trả giá cho những hành động vượt quá giới hạn của mình. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn: ai sai, ai đúng trong cuộc chiến về từ thiện này? Câu trả lời không hề đơn giản. Trong một xã hội pháp quyền, việc đấu tranh cho sự minh bạch không thể tách rời khỏi sự thận trọng và ý thức về giới hạn của quyền tự do ngôn luận. Bà Hằng đã có thời gian để chiêm nghiệm lại tất cả những gì mình đã làm, đã nói và những hậu quả mà bà đã gây ra. Việc được giảm án và ra tù sớm không chỉ mang tính chất giải phóng về thể xác mà còn là một cơ hội để bà thể hiện rằng mình đã học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Đây là thời điểm để bà có thể tiếp tục đóng góp cho xã hội, nhưng lần này với một cái nhìn bình thản hơn, cẩn trọng hơn và sâu sắc hơn. Chúng ta không thể phủ nhận rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã tạo ra một làn sóng lớn trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề minh bạch trong từ thiện. Bà đã dũng cảm đứng lên, đối diện với những vấn đề mà trước đây ít ai dám đụng chạm đến. Và điều này là một công lao không nhỏ, đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, câu chuyện của bà Phương Hằng cũng nhắc nhở chúng ta rằng dù mục đích có chính đáng đến đâu, cũng cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức. Không thể vì lòng nhiệt huyết mà đánh mất đi sự tỉnh táo, cũng không thể lấy mục đích để biện minh cho phương tiện. Trong xã hội hiện đại, việc thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm
trong các hoạt động từ thiện là một nhiệm vụ cấp thiết và bà Nguyễn Phương Hằng đã mở đường cho sự thay đổi này. Nhưng con đường đó còn dài và đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người, không chỉ là một cá nhân. Sau tất cả những gì đã trải qua, hy vọng rằng bà Nguyễn Phương Hằng sẽ tiếp tục cống hiến cho xã hội với một cái nhìn rộng mở hơn, một tấm lòng thấu hiểu hơn. Những bài học từ quá khứ sẽ giúp bà trở thành một người làm từ thiện mạnh mẽ hơn, nhưng cũng biết kiềm chế hơn. Sự thay đổi này không chỉ mang lại lợi ích cho riêng bà, mà còn góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, nơi mà các hoạt động thiện nguyện được xây dựng một cách minh bạch, có trách nhiệm và đầy ý nghĩa. Đặc biệt, sự trở lại của bà Nguyễn Phương Hằng trong cộng đồng sẽ là cơ hội để bà khẳng định lại giá trị của bản thân. Nhưng lần này là với một tâm hồn đã được gột rửa sau những ngày tháng lao tù, với một trái tim kiên định nhưng không kém phần khiêm tốn và tự nhận thức về những giới hạn của mình. Nhắc đến bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, chúng ta không thể không nói đến những đóng góp lớn lao mà họ đã dành cho cộng đồng. Hai vợ chồng họ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong xã hội thông qua các hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa. Họ đã thành lập quỹ từ thiện Hằng Hữu, hỗ trợ hàng ngàn ca mổ tim cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động xã hội khác. Quỹ không chỉ giới hạn ở việc hỗ trợ y tế mà còn tài trợ cho việc xây dựng trường học, cầu đường và cung cấp nước ngọt cho người dân miền Tây trong mùa hạn mặn. Những hoạt động này không chỉ thể hiện lòng nhân ái mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của họ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Vào ngày 14 tháng 9 vừa qua, tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc chịu thiệt hại do cơn bão số 3. Tại buổi lễ, sự hiện diện của nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã tạo nên một làn sóng thiện nguyện mạnh mẽ với số tiền ủng hộ lên tới 44 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty cổ phần Đại Nam dưới sự lãnh đạo của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã ủng hộ 5 tỷ đồng cho hoạt động này. Đây là một minh chứng cho thấy tinh thần tương thân tương ái và tấm lòng nhân hậu của họ tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong cộng đồng thông qua những hành động ý nghĩa. Nhìn lại hành trình thiện nguyện của ông Dũng và bà Hằng, chúng ta không khỏi cảm phục trước tấm lòng cao cả và những đóng góp không mệt mỏi của họ cho xã hội. Quỹ từ thiện Hằng Hữu ra đời vào năm 2014 đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái khi hỗ trợ hàng ngàn trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội được cứu chữa. Hơn nữa, quỹ còn mở rộng cánh tay nhân ái của mình bằng cách xây dựng trường học, cầu đường và chùa chiền cho nhiều tỉnh thành như Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, giúp trẻ em nơi đây có cơ hội tiếp cận với tri thức và cải thiện đời sống. Không chỉ dừng lại ở đó, khi người dân miền Tây phải đối mặt với hạn mặn, quỹ đã nhanh chóng hỗ trợ nước ngọt giúp bà con vượt qua những ngày khó khăn. Trong giai đoạn dịch Covid-19 hành hoành, khi cả nước đang chung tay đẩy lùi dịch bệnh, quỹ Hằng Hữu một lần nữa đứng lên đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch. Những đóng góp này không chỉ là sự hỗ trợ tài chính mà còn là sự thể hiện tinh thần đồng lòng, sẻ chia khó khăn với cộng đồng. Điều đó chứng tỏ rằng, dù trải qua nhiều thách thức và sóng gió, lòng nhân ái của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng vẫn không hề lay chuyển. Khi nhìn lại toàn bộ hành trình của bà Nguyễn Phương Hằng, chúng ta nhận thấy một con người mạnh mẽ, dám đấu tranh vì sự thật, nhưng cũng không tránh khỏi những sai lầm do lòng nhiệt huyết vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bà đã có cơ hội để sửa sai và có thể quay trở lại với những giá trị cao quý ban đầu. Mong rằng bà sẽ tiếp tục cống hiến cho xã hội, nhưng lần này với một trái tim đã được tôi luyện và một cái nhìn thấu đáo hơn. Sự thay đổi tích cực từ những bài học quá khứ không chỉ mang lại lợi ích cho riêng bà, mà còn là động lực để xây dựng một xã hội công bằng, minh bạch và đầy trách nhiệm, nơi những giá trị tốt đẹp được lan tỏa và trân trọng. Những hành động mà ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện trong suốt thời gian qua không chỉ đơn thuần là sự thể hiện lòng nhân ái mà còn phản ánh một tinh thần trách nhiệm xã hội vô cùng sâu sắc. Dẫu cho sau này do những biến cố cá nhân, quỹ từ thiện Hằng Hữu đã tạm ngừng hoạt động, nhưng những gì mà hai vợ chồng họ đã làm cho cộng đồng vẫn in sâu trong lòng mọi người, tạo nên những dấu ấn khó phai. Họ đã chứng minh rằng lòng nhân ái không chỉ đơn thuần thể hiện qua việc cho đi của cải vật chất,
mà còn ở cách ta tiếp cận với những vấn đề xã hội, đặc biệt là cách họ đối diện và hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh trong xã hội. Với khối tài sản khổng lồ, đáng mơ ước của nhiều người, ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng lại lựa chọn cho mình một lối sống giản dị, không quá chú trọng vào vật chất. Cả hai đều từng chia sẻ rằng tiền bạc đối với họ chỉ là vật ngoài thân, không đáng để bận tâm. Chính tư duy này đã giúp họ sẵn sàng chia sẻ tài sản cá nhân của mình cho các hoạt động từ thiện, không nhằm mục đích phô trương hay đánh bóng tên tuổi, mà là xuất phát từ tấm lòng chân thành, mong muốn thực hiện giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Trong một xã hội mà đôi khi giá trị vật chất lấn át cả giá trị tinh thần, những hành động của ông Dũng và bà Hằng như một tấm gương sáng về lòng nhân ái và sự cống hiến không vụ lợi. Điều đặc biệt ở họ là không chỉ dùng tiền bạc để giúp đỡ người khác, mà còn dùng cả tấm lòng, sự tận tâm và sự hy sinh của bản thân để mang đến cho xã hội những giá trị tốt đẹp. Hành trình từ thiện của họ đã trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng, một lời nhắc nhở rằng giữa dòng đời vội vã và xô bồ, lòng nhân ái vẫn luôn là ngọn lửa ấm áp, soi đường cho những mảnh đời khó khăn. Mặc dù trước đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã phải đối mặt với vòng lao lý do những biến cố pháp lý gây ra, nhưng điều đó không thể làm giảm đi tình cảm mà nhiều người dành cho bà. Những đóng góp to lớn của bà Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng vẫn để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Đối với nhiều người, bà Nguyễn Phương Hằng không chỉ là một doanh nhân thành đạt, mà còn là một người phụ nữ mạnh mẽ, dám đứng lên vì cộng đồng. Hình ảnh của bà gắn liền với những hoạt động từ thiện đầy ý nghĩa, từ việc hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, đóng góp cho cuộc chiến chống lại thiên tai, cho đến những nỗ lực không ngừng nghỉ để giúp đỡ đồng bào trong những giai đoạn khó khăn nhất như đại dịch Covid-19. Những việc làm ấy đã tạo nên một hình ảnh đẹp đẽ về bà trong lòng công chúng, những người đã chứng kiến và cảm nhận được tấm lòng nhân ái và sự hy sinh cao cả của bà Phương Hằng. Mặc dù trước đây bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt đã gây ra nhiều tranh cãi, nhưng đối với rất nhiều người, những đóng góp mà bà đã cống hiến vẫn luôn được ghi nhận và trân trọng. Họ nhìn thấy ở bà đó là một người phụ nữ dám nghĩ, dám làm và không ngần ngại đứng lên vì những điều mà bà cho là đúng đắn. Chính tinh thần này đã khiến bà nhận được sự yêu mến của nhiều người, không chỉ vì bà là một người làm từ thiện, mà còn vì bà đã dám sống đúng với chính mình, dám đóng góp cho xã hội bằng cả tâm huyết và niềm tin vào những giá trị mà bà cho là quan trọng. Sự quý mến của công chúng dành cho bà Phương Hằng, ngay cả những thời điểm khó khăn nhất, phản ánh một phần văn hóa tình cảm và lòng biết ơn của người Việt Nam. Đối với họ, những hành động và tấm lòng mà bà đã cống hiến không bị phủ định bởi những biến cố hiện tại. Như chúng ta đã biết, bà Nguyễn Phương Hằng từng gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội với những cuộc đấu tranh thẳng thắn về các vấn đề từ thiện. Những cuộc đấu tranh này không chỉ gây chấn động dư luận mà còn khơi dậy hàng loạt câu hỏi về tính minh bạch và trung thực trong các hoạt động thiện nguyện. Chúng ta có thể không bàn về việc ai đúng ai sai trong từng tình huống cụ thể, nhưng không thể phủ nhận rằng những hành động của bà Hằng đã tạo ra một làn sóng lớn, tác động mạnh mẽ đến cách nhìn nhận và thực hành từ thiện trong xã hội. Quá trình công khai minh bạch mà bà Hằng đã thúc đẩy đã đặt ra những tiêu chuẩn mới cho hoạt động từ thiện, buộc mọi người phải nghiêm túc hơn trong việc kiểm soát và giám sát các quỹ từ thiện. Trước đây, hoạt động từ thiện đôi khi bị bao phủ bởi một lớp màn mờ mịt, nơi mà sự phô trương và danh tiếng cá nhân nhiều khi vượt lên trên cả mục đích thực sự của việc giúp đỡ người khác. Những câu chuyện về các cá nhân và tổ chức kêu gọi từ thiện với những con số ấn tượng nhưng lại thiếu minh bạch trong việc sử dụng quỹ đã từng gây ra nhiều lo lắng và băn khoăn cho công chúng. Tuy nhiên, sau những lần đấu tranh của bà Hằng, bức tranh về từ thiện trong xã hội đã thay đổi đáng kể. Những vụ việc liên quan đến quỹ từ thiện đã trở thành một chất xúc tác mạnh mẽ, buộc công chúng phải nhìn lại, đánh giá lại và đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và trung thực trong mọi hoạt động thiện nguyện. Sự kiện này giống như một chiếc gương phản chiếu, soi rõ những ngóc ngách trong lĩnh vực từ thiện, nơi mà không ít người đã sử dụng nó như một công cụ để đánh bóng tên tuổi cá nhân. Mới đây, việc công khai minh bạch của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hé lộ nhiều cái tên từng được xem là hình mẫu trong lĩnh vực từ thiện. Những câu chuyện về việc kêu gọi quyên góp với những con số khổng lồ nhưng thiếu sự minh bạch, hoặc việc che giấu các sao kê đã khiến công chúng nhận ra rằng
không phải tất cả những người làm từ thiện đều xuất phát từ lòng tốt thực sự. Điều này dẫn đến một câu hỏi nghiêm túc và cần thiết. Liệu rằng những lời kêu gọi trước đây có thực sự trung thực và có trách nhiệm như những gì họ đã công bố hay không? Những cuộc đấu tố của bà Nguyễn Phương Hằng dù gây ra nhiều tranh cãi nhưng lại có tác động tích cực không ngờ đến cộng đồng. Nó buộc các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động thiện nguyện phải đặt tính minh bạch và trách nhiệm lên hàng đầu. Sau những vụ việc ồn ào, việc kêu gọi ủng hộ từ thiện đã trở nên nghiêm túc hơn với các cơ chế giám sát, báo cáo rõ ràng và công khai minh bạch hơn. Những con số thống kê cụ thể, những bản sao kê dài hàng ngàn trang đã trở thành minh chứng rõ ràng cho việc số tiền quyên góp đã được sử dụng đúng nơi, đúng mục đích. Đồng thời, sự công khai này cũng làm sáng tỏ những cá nhân lợi dụng hoạt động từ thiện như một chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Hành trình của bà Nguyễn Phương Hằng không chỉ là một câu chuyện về những tranh đấu và thử thách, mà còn là một bài học quý giá về lòng nhân ái, về trách nhiệm và sự trung thực trong mọi hành động. Dù đối mặt với những khó khăn, những gì mà bà Phương Hằng đã cống hiến cho xã hội vẫn luôn được công chúng ghi nhận và trân trọng. Chúng ta hy vọng rằng từ những trải nghiệm này, bà Phương Hằng sẽ tiếp tục mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng. Nhưng lần này là với một góc nhìn thấu đáo hơn, cẩn trọng hơn và một tấm lòng rộng mở hơn. Những sự kiện liên quan đến các hành vi lừa dối trong việc tạo dựng hình ảnh giả mạo, phóng đại số tiền quyên góp hay thậm chí là việc sử dụng quỹ từ thiện cho các mục đích cá nhân đã khiến không ít người phải đối mặt với sự chỉ trích mạnh mẽ đến từ dư luận. Sự thật này khi đã được phơi bày đã không chỉ gây sốc cho cộng đồng mà còn mở ra một câu hỏi nghiêm túc và đáng suy ngẫm. Liệu rằng trong quá khứ đã có bao nhiêu lần những hành vi tương tự xảy ra mà chúng ta chưa hề hay biết? Liệu rằng hoạt động từ thiện, một hành động nhân ái vốn dĩ xuất phát từ lòng tốt, liệu có bị biến tướng trở thành sân khấu để những cá nhân ấy lợi dụng nó làm công cụ để phô trương tên tuổi và che đậy những toan tính cá nhân hay không? Câu hỏi này không chỉ khiến dư luận chăn trở mà còn đẩy mạnh áp lực xã hội, buộc các hoạt động thiện nguyện phải bước vào một giai đoạn mới, nơi mà sự minh bạch và trung thực trở thành một yếu tố cốt lõi. Nhìn từ một góc độ tích cực, những cuộc đấu tranh do bà Nguyễn Phương Hằng khởi xướng đã tạo ra một sức ép xã hội không nhỏ, buộc các cá nhân và tổ chức tham gia hoạt động từ thiện phải nghiêm túc hơn trong việc đảm bảo tính minh bạch. Ngày nay, khi người dân nhìn thấy những bản sao kê chi tiết được công bố công khai, họ có thể yên tâm rằng số tiền họ đóng góp đã thực sự được chuyển đến tay những người cần giúp đỡ. Điều này không chỉ tạo ra sự tin tưởng đối với các tổ chức và cá nhân làm từ thiện, mà còn xây dựng một môi trường lành mạnh, nơi mà mọi hình thức phô trương, tự quảng bá hay đánh bóng tên tuổi không còn chỗ đứng. Sự minh bạch đã trở thành nguyên tắc bất di bất dịch cho mọi hoạt động thiện nguyện, khiến cho những người thực sự có tâm sẽ tiếp tục hành động với sự chân thành và trách nhiệm cao nhất. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn các hành động từ thiện trong quá khứ, bởi không thể phủ nhận rằng có rất nhiều người đã cống hiến hết mình cho cộng đồng. Tuy nhiên, sự minh bạch giúp làm rõ một điều rằng lòng tốt thực sự không cần phải được phô trương hay sử dụng như một công cụ để thu hút sự chú ý. Thay vào đó, lòng tốt cần được thể hiện một cách chân thành và đầy trách nhiệm. Việc công khai và giám sát chặt chẽ không chỉ bảo vệ danh dự và uy tín của những người làm từ thiện, mà còn đảm bảo rằng sự đóng góp của cộng đồng sẽ được sử dụng một cách hiệu quả nhất, đến đúng người, đúng hoàn cảnh. Trong bối cảnh đó, sự minh bạch mà bà Nguyễn Phương Hằng từng đấu tranh đòi hỏi đã trở thành kim chỉ nam cho các hoạt động từ thiện trong giai đoạn mới. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng làm từ thiện không chỉ đơn giản là cho đi, mà còn cần phải biết cách cho đi đúng. Khi sự đóng góp được thực hiện với tinh thần minh bạch và trách nhiệm, lòng tốt sẽ trở thành sức mạnh thực sự, lan tỏa và mang đến những giá trị tích cực cho xã hội. Những sự kiện vừa qua không chỉ là cột mốc đáng nhớ, mà còn đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc cách mạng trong cách nhìn nhận và thực hành từ thiện ở Việt Nam. Nếu trước đây các hoạt động từ thiện đôi khi bị che phủ bởi những chiêu trò phô trương và vụ lợi, nó đã dần trở về với bản chất thực sự của mình. Từ thiện vốn là một hành động xuất phát từ trái tim, giờ đây được thực hiện với sự minh bạch, trách nhiệm và lòng nhân ái. Trong hành trình này, không thể phủ nhận vai trò của bà Nguyễn Phương Hằng, một người dù gây ra nhiều tranh cãi nhưng cũng đã dũng cảm đứng lên, góp phần làm sáng tỏ những góc khuất
trong các hoạt động từ thiện, để từ thiện trở thành một hành động cao cả và mang đậm tính nhân văn. Sự thay đổi đáng kể trong không khí thiện nguyện đặc biệt rõ nét khi chúng ta nhìn vào các nghệ sĩ tham gia vào hoạt động này. Trước đây, không ít nghệ sĩ đã tận dụng sự nổi tiếng của mình để kêu gọi quyên góp thông qua các trang cá nhân với các tài khoản ngân hàng cá nhân được công bố rộng rãi để tiếp nhận quyên góp. Tuy nhiên, sau hàng loạt những tranh cãi xoay quanh về vấn đề minh bạch, hình thức này dường như đã dần trở thành quá khứ. Ngày nay, thay vì tiếp tục kêu gọi thông qua tài khoản cá nhân, các nghệ sĩ đã chuyển sang hình thức quyên góp trực tiếp cho các tổ chức từ thiện của nhà nước, nơi có cơ chế quản lý và giám sát rõ ràng hơn. Điều đáng chú ý là số tiền mà các nghệ sĩ công bố trong những đợt quyên góp gần đây dường như đã ít hơn rất nhiều so với những con số hàng tỷ đồng được họ mạnh miệng công bố trước đây. Điều này đã khiến không ít người đặt ra câu hỏi liệu sự thay đổi này có bắt nguồn từ áp lực minh bạch sau hàng loạt lùm xùm liên quan đến việc quản lý quỹ từ thiện, hay có những lý do tế nhị nào khác mà chúng ta chưa được biết. Rõ ràng, việc các nghệ sĩ ngừng kêu gọi quyên góp thông qua các tài khoản cá nhân có liên quan mật thiết đến vấn đề minh bạch và trách nhiệm. Trong các cuộc tranh cãi và lùm xùm trong những năm trước đã phơi bày những góc khuất nơi mà việc thu nhận tiền từ thiện thông qua tài khoản cá nhân có thể dẫn đến sự thiếu minh bạch trong việc quản lý và phân phối. Không ít lần, công chúng đã chứng kiến sự chênh lệch giữa số tiền kêu gọi và số tiền thực tế được sử dụng cho các hoạt động từ thiện, khiến lòng tin của công chúng bị suy giảm đáng kể. Việc phải đối diện với yêu cầu công khai sao kê minh bạch từng giao dịch có thể đã tạo ra áp lực không nhỏ, buộc một số các nghệ sĩ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra những lời kêu gọi quyên góp mới. Tuy nhiên, điều khó hiểu là tại sao số tiền mà các nghệ sĩ công bố ủng hộ trong các đợt từ thiện gần đây lại ít hơn hẳn so với trước kia. Phải chăng khi không còn việc kêu gọi quyên góp thông qua tài khoản cá nhân, khi mà mọi sự đóng góp đều phải qua các quỹ của nhà nước với hệ thống kiểm soát chặt chẽ, những con số khủng mà họ từng công bố đã không còn xuất hiện nữa? Có lẽ khi đối diện với những quy định nghiêm ngặt về tính công khai và minh bạch, các nghệ sĩ buộc phải thể hiện rõ hơn sự thực về khả năng đóng góp của mình. Điều này vô tình khiến dư luận đặt ra câu hỏi liệu những con số ấn tượng trong quá khứ chỉ là kết quả của những chiến lược đánh bóng tên tuổi cá nhân, hay đó thực sự là những con số ấn tượng về lòng nhân ái. Sự ngờ vực này còn được đẩy lên cao khi nhiều nghệ sĩ từng là những người tiên phong trong việc kêu gọi quyên góp từ thiện bây giờ lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Nếu thực sự hoạt động từ thiện của họ xuất phát từ lòng tốt và không bận tâm đến chuyện minh bạch, thì việc đóng góp thông qua các tổ chức quỹ của nhà nước chẳng phải là một lựa chọn đáng hoan nghênh hơn hay sao? Tuy nhiên, thay vào đó, nhiều người lại chọn cách ít xuất hiện hơn, ít kêu gọi và ủng hộ với số tiền ít ỏi hơn. Liệu rằng nỗi lo sợ bị soi xét từng khoản tiền đã khiến họ lùi bước, hay còn có những lý do nào khác khiến họ không còn muốn đặt mình vào vị trí bị giám sát bởi công chúng? Những câu hỏi này vẫn chưa thể có lời giải đáp thỏa đáng, nhưng rõ ràng những sự kiện vừa qua đã đặt dấu chấm hỏi lớn về những động cơ đằng sau những hoạt động từ thiện của một số nghệ sĩ. Khi việc kêu gọi từ thiện không còn là một chuyện dễ dàng, câu chuyện minh bạch và trách nhiệm đã trở thành một chuẩn mực không thể nào khác được. Khi mỗi đồng tiền đóng góp cần phải được công khai minh bạch, và khi mọi chiêu trò bị vạch trần, chúng ta mới có thể nhận ra rõ ràng ai thực sự đang có tấm lòng nhân ái và ai chỉ đang dùng từ thiện như một công cụ để đánh bóng tên tuổi của mình. Thực tế này không chỉ là một lời nhắc nhở sâu sắc về bản chất của lòng tốt, mà còn là một lời cảnh tỉnh về sự minh bạch và trung thực, hai yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ hoạt động từ thiện nào. Khi những việc kêu gọi từ thiện qua tài khoản cá nhân không còn chỗ đứng, và khi mọi khoản đóng góp đều phải được giám sát chặt chẽ, chúng ta mới có thể tạo dựng được một môi trường từ thiện lành mạnh, nơi mà lòng tốt thực sự cần được tôn vinh và những chiêu trò mang tính chất phô trương cần phải bị loại bỏ hoàn toàn. Chỉ khi đó, từ thiện mới thực sự trở thành một biểu tượng cao đẹp của trái tim, chứ không phải là một công cụ để thỏa mãn tham vọng cá nhân hay xây dựng danh tiếng cho bất kỳ ai. Có lẽ điều này sẽ là một bài học sâu sắc về cách mà chúng ta nhìn nhận và đánh giá lòng nhân ái. Lòng tốt không nên được đo đếm qua những con số, mà còn phải qua sự cam kết và trách nhiệm minh bạch của mỗi cá nhân tham gia vào các hoạt động từ thiện. Chỉ khi sự minh bạch được đảm bảo, sự từ thiện mới thực sự mang ý nghĩa cao đẹp và nhân văn. Việc giám sát chặt chẽ
không chỉ bảo vệ người làm từ thiện khỏi những nghi ngờ vô căn cứ, mà còn củng cố lòng tin của công chúng và những hành động nhân ái thực sự. Đồng thời, nó cũng là yếu tố giúp loại bỏ những cá nhân lợi dụng thiện nguyện để phô trương, tạo dựng hình ảnh cá nhân mà không có ý định thực sự giúp đỡ cộng đồng. Trong bối cảnh hiện nay, lòng nhân ái cần phải được thể hiện một cách chân thành, nhưng không thể thiếu sự minh bạch và trách nhiệm. Và khi mỗi đồng tiền đóng góp được công khai rõ ràng, không ai có thể che giấu động cơ thực sự đằng sau những động thái của mình. Nhờ đó, xã hội sẽ ngày càng có những từ thiện lành mạnh hơn, những trái tim chân thành hơn sẽ được công chúng đón nhận và trân trọng, đúng với giá trị thực sự của hai chữ từ thiện. Trên đây, và điều hay đã gửi đến quý vị và các bạn, bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án tù liệu có xứng đáng hay không? Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.